616 Ngũ chảo Tên khác, ô liêm mẫu họ nho, bộ phận dùng, phần trên mặt đất phơi hoặc sấy khô. Tính vị công năng, ngũ chảo có vị đắng chua tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, hoạt huyết tán ứ, lợi niệu, tiêu thũng. Công dụng, theo kinh nghiệm dân gian, toàn cây ngũ chảo được dùng làm thuốc chống viêm, dễ tươi dã dạ nát, đắp chữa xương vú, dễ vào thân thái nhỏ, phơi khô sao vàng, lấy 20g sắc uống làm 2 lần trong ngày để chữa thể thấp có thể phối hợp với rễ cây nhỏ liều lượng bằng nhau dưới dạng rượu ngâm dây lá ngũ chảo giã nát với lá cà độc dược bọc lá chuối non hơ nóng đắp vào những khớp xương đau do thấp khớp lá ngũ chảo tươi rửa sạch giã nhỏ đắp chữa vết thương sưng tấy lá giã với ít gừng và rượu gạn uống chữa viêm đường tiết niệu đái ra máu Lá khô 20 đến 30g sắc uống, chữa mụn nhọt hoặc phối hợp với lá đào lộn hột, lá củ đen, hạt ý dĩ, liều lượng bằng nhau, sắc uống lúc nóng để hạ nhiệt, làm ra mồ hôi. Ở Đông Nam Á, người ta dùng những phần khác nhau của cây ngũ chảo để trị sốt. Ở Malaysia, lá ngũ chảo sắc với một củ hành tây và vôi, đắp lên đầu trị nhức đầu dữ dội, hoa khô tán bột dùng trị sốt. Ở Indonesia, người ta dùng phần trên mặt đất của cây ngũ chảo để trị sốt và sốt rét. Ở đảo Solomon, nhân dân lại dùng lá sắt và bụng phía trên dạ dày để trị tá bón. Ở Trung Quốc, dễ hoặc phần trên mặt đất được dùng trị sốt làm tiêu độc tố trong bệnh quay bị, vàng da, lị và chống xương tấy trong thấp khớp. Cây còn được dùng chữa viêm họng, vẻ lở, mụn nhọt, viêm thận phủ thủng, vàng da, lị, đòn ngã tổn thương. Dễ được dùng trị ung thư và làm thuốc lợi tiểu trị tiểu tiện ra máu. Nước sắc dễ trị viêm vú, lá tán bột trị bọ cạp và giết cắn ở Ấn Độ, ngũ quả chảo được dùng làm thuốc đắp trị xương tấy và những chỗ đau nhức vỏ thân là thuốc giải độc. Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam chữa các bệnh thường gặp, đơn giản, dễ áp dụng? Hãy truy cập trang web bảo kỳ nam.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác